Trên hội Honda City Việt Nam, một người giao bán chiếc xe Honda City Top 2020, biển tỉnh, với mức giá 529 triệu có thương lượng. Thông tin khác về chiếc xe như màu đỏ, ngoại thất mới đẹp liền lạc, sơn zin 95%, nội thất da như mới, cần số vô lăng đẹp, đã thay 4 vỏ mi sơ mới, phủ ceramic toàn xe. Theo chủ xe, chiếc Honda City Top 2020 này chưa đâm đụng, không ngập nước. Xe đã lên nhiều đồ như dán kính, camera hành trình Wi-Fi. DVD Việt Map, cam lùi, điều hòa auto. Mức giá 529 triệu, kèm theo những cam kết trên, được đánh giá là phù hợp cho chiếc Honda City Top đời 2020. Qua khảo sát tại một số salon xe cũ, Honda City Top 2020 đang được hầu hết giao bán quanh mức giá từ 525 đến 545 triệu tùy vào chất lượng, số lăn bánh, biển tỉnh hoặc biển Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Giá xe Honda City Top Phiên bản 2020 khi mở bán có giá là 599 triệu lăn bánh khoảng hơn 670 triệu, cao hơn phiên bản City CVT 40 triệu hay City CVT hiện có giá 559 triệu. Tuy nhiên, sự chênh lệch này đã được phiên bản City Top 2020 bù đắp cho khách hàng bằng những thiết kế nổi bật, ấn tượng và vô cùng đắt giá. Về thiết kế ngoại thất, khách hàng có thể dễ dàng nhận ra phiên bản City Top 2020 với thiết kế cụm đèn led phía trước thay vì cụm đèn halogen giống phiên bản city cvt cụm đèn led này sẽ cho ra ánh sáng màu trắng sang trọng và đẹp mắt hơn so với ánh sáng màu vàng của đèn halogen không những thế xe còn sở hữu hệ thống ghế ngồi bằng chất liệu da êm ái lịch lãm và sang trọng thiết kế này đắt giá hơn hẳn so với thiết kế bằng chất liệu nỉ của phiên bản cvt bên cạnh đó vô lăng của phiên bản city top cũng được bọc ra mang lại cảm giác cầm nắm thích thú hơn cho tài xế Đặc biệt, dòng xe City Top 2020 nhà Honda còn có thêm thiết kế cửa gió ở phía sau mang lại sự tiện lợi và thoải mái cho hành khách ngồi sau. Đây cũng là chi tiết nổi bật và được đánh giá cao ở phiên bản này. Nhắc đến Honda City Top, người dùng chắc chắn không thể bỏ qua thiết kế tiện nghi hiện đại trên phiên bản này. Điểm đặc biệt đầu tiên có thể nhắc đến đó là điều hòa tự động cảm ứng. Kết hợp với đó là trang bị 8 loa mang lại chất lượng âm thanh tuyệt vời so với 4 loa trên bản City CVT. Phiên bản City Top được trang bị 6 túi khí, vượt trội hơn hẳn so với số lượng 2 túi khí ở phiên bản City CVT. Ngoài ra, dòng xe Honda City Top cũng sở hữu đầy đủ những chức năng an toàn hiện đại trên xe giúp tài xế và hành khách yên tâm khi di chuyển. Xe cổ XXX.